Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm canh tí. Ngày này là ngày nhâm dần tháng mậu tí năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trận. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày nhâm dần, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kim bạch kim, kỷ tuổi, bính thân, canh thân, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh thân, bính thân, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt, như sao nguyệt đức tốt mọi việc sao thiên phú tốt mọi việc nhất là xây dựng về nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sao thiên quý tốt mọi việc sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết hợp đồng cầu tài lộc sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, giao dịch, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao hoàng sa, sáu đối với xuất hành, sao bạch hổ, kỵ an táng, sao quả tú, sáu đối với cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hị thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đốn xiêm tử vi 12 con giáp thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý, Chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, hứa hẹn một tương lai rực rỡ nếu như bạn tuổi Tý dự vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, cần cù như hiện tại. Và với bạn tuổi Tý, bạn vốn là người có tài, vì thế, hãy đưa ra những mục tiêu tham vọng hơn từ bây giờ. Và đối với những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Bạn mạnh tuổi tí có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, thích hợp với năng lực của mình hơn hoặc là nhận được một khoản tiền thưởng khả quan trong tương lai nữa. Trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà được hài hòa, in ấm. Bạn mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình. Mọi khi gặp khó khăn, bế tắc, chỉ cần hai người đồng lòng thì sẽ giải quyết được mọi công việc. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tinh thần làm việc cần cù, chăm chỉ, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, hãy đặt ra cho mình những mục tiêu tham vọng hơn. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, tin tưởng vào nửa kia của mình. Và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem từ về ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kíp tài gây họa, cho nên bạn tuổi Sửu đang có điểm báo có thể vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi, nghi ngờ hoặc là mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc là chính bạn bè của bạn gây ra. Bạn tuổi Sửu bạn cảm thấy thất vọng vì không được ai tin tưởng và ủng hộ trong ngày hôm nay. Những lúc như vậy, với bạn tuổi xỉu, bạn không nên thất vọng mà cần phải dành thời gian xem xét lại chính mình. Có thể bạn đã làm sai ở một giai đoạn nào đó mà chưa ai phát hiện ra. Nếu đúng, hãy kiểm tra và chỉnh sửa lại ngay đi bạn tuổi xỉu nhé trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi sửu bạn cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ cái điều này cho thấy mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi sửu trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn bạn mệnh tuổi sửu và nửa kia không được mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau và với bạn tuổi sửu cần phải mở lòng hơn đừng dự kiến mọi chuyện vì nghĩ rằng người ấy không hiểu được mình về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim vướng phải tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nên tự kiểm điểm lại chính mình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa sửa chữa lại những lỗi lầm tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc vợ chồng thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi dần. Chua chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần đang có điểm báo gặp phải nhiều rắc rối trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Và với bạn tuổi dần có thể bị quan lại xấu trong chính quyền triển ép khiến cho đầu óc của bạn lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và ức chế. Bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải rèn luyện để khiến cho mình trở nên điềm tĩnh hơn, không nên kích động quá dễ dàng vì những thông tin không chính xác bên ngoài. Và trước khi bày tỏ quan điểm, bạn cũng cần phải chắc chắn rằng những thông tin mà mình nhận được có đúng hay là không. Và trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần ngày này lại thích hợp để cho bạn cầu tài lộc. Vì vậy, nếu là người làm kinh doanh buôn bán, bạn có thể tranh thủ ngày hôm nay để thực hiện những công việc này. Chắc chắn trong tương lai sẽ có được hiệu quả tăng cao với bạn. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy bị cấp trên triển ép gây khó dễ, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa tâm lý căng thẳng, mệt mỏi, bất mãn, tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, cần kiểm chứng những thông tin thực sự cho chính xác, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, rèn luyện sự điềm tĩnh, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, nên cầu tài, cầu phúc. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 5 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Ngọ tuổi Tuất Từ vi tuổi Mão thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mão Chua chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có sự trợ giúp của tam hội cục cho nên mọi công việc của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay đều tiến triển rất chi là thuận lợi và hôm nay là một ngày may mắn với bạn tuổi mão vì vậy nếu như bạn mệnh ấp ủ những kế hoạch gì thì không nên chần chừ do dự nữa mà cần phải tiến hành ngay bạn mệnh tuổi mão trong ngày thứ sáu này còn có thể gặp được quý nhân và người đó có thể là người quen của bạn. Quý nhân sẽ giúp cho bạn định hướng phát triển phù hợp trong tương lai và bạn hãy rèn luyện bản thân mình không ngừng cố gắng hơn nữa. Bên cạnh đó, trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy những ai làm công việc ở bàn giấy thì có được cơ hội thăng quan tín chức nhanh chóng nếu như bạn biết chớp được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, bạn sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá cao về bạn. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy thực hiện công việc theo kế hoạch, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa có cơ hội gặp gỡ quý nhân, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ có hướng phát triển chính xác cho tương lai, tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc không ngừng rèn luyện bản thân, từ vi tuổi quý mão thuộc kim được cấp trên và đồng nghiệp coi trọng. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ V tuổi Thìn, thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem từ V ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Thìn đang gặp ngày có màu khắc thổ, cho nên chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay không được mấy thuận lợi. Bạn tuổi Thìn đang có điểm báo có sự cãi cọ, mâu thuẫn với nửa kia của mình và nguyên nhân có thể là do những bất đồng khó dung hòa được giữa hai bên. Tranh cãi nổ ra, bạn mệnh tuổi Thìn nên cần phải giữ bình tĩnh và đặt mình vào vị trí của người ấy, nếu không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thìn là bạn nên chủ động hòa nhập hơn nữa với tập thể, nhất là đối với những ai vừa mới thay đổi môi trường làm việc, bạn hãy cho mọi người biết bạn là ai, đồng thời tạo cho mình cơ hội hiểu biết hơn về mọi người nữa bạn tuổi thìn nhé vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa vợ chồng bất hòa có sự cãi cọ Từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ xóa bộ những hiểu lầm những quan điểm không thống nhất Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc đặt mình vào vị trí của người khác Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim dễ gây tổn thương cho người đối diện Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cởi mở hơn với mọi người Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt. Từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dần, tuổi thân. về vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tỵ, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi, cho nên bạn tuổi Tỵ bạn đang có điểm báo cần phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở trong ngày hôm nay. Và tùy tị, bạn tuổi Tỵ, bạn dễ cảm thấy khó chịu ức chế vì những lời đồn đại đặt điều không chính xác về bản thân mình. Với bạn tuổi Tỵ, nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cần phải chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bạn tính bốc đồng của bạn khiến cho bạn gây thù chúc oán với đồng nghiệp. Tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân hãm hại. Bạn hãy giữ cho đầu óc của mình luôn tỉnh táo và hành động có kiểm soát hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, may mắn cho bạn là bạn lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái mối quan hệ gia đình của bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay rất chi là hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn. Bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cho mình phương pháp giải quyết hợp tình, hợp lý mọi chuyện vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa gặp chuyện thị phi trốn công sở tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ suy nghĩ nông nổi tiêu cực tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc hãy hành động có cân nhắc hơn tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim gây thù chúc oán với mọi người tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tâm sự và thảo luận với nửa kia về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem từ vi tuổi ngọ thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi ngọ, Chua chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp, dần ngọ tuất phù trợ. Cho nên, bạn tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi công việc dù công việc của bạn có gặp khó khăn đến đâu đi chăng nữa, bạn mạnh tuổi ngọ cũng sẵn sàng bắt tay vào thực hiện. Bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ những người khác mỗi khi cảm thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, có lẽ với bạn tuổi ngọ đang có phần nóng vội quá mức, bạn hãy suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trước khi đi ra quyết định quan trọng và đặc biệt là đừng có dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa mới gặp khó khăn, nếu không bạn khó có thể phát triển bền vững được. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay lại có phần được tốt đẹp. Đối với những bạn đang còn độc thân thì có được nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bạn mệnh có được cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu như bạn chủ động và mở rộng lòng mình hơn trong các mối quan hệ gặp gỡ bạn bè hay là những người giới thiệu mai mối cho bạn. Và với bạn tuổi ngọ, bạn cũng hãy cho mọi người biết sự hấp dẫn của bản thân mình nữa về từ vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, từ vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, sẵn lòng giúp đỡ người khác, từ vi tuổi mậu Ngọ thuộc Hỏa, không nên quá mức nóng vội, từ vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, dễ từ bỏ khi gặp khó khăn, từ vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, có nhân duyên tốt với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tỵ, tuổi tuất. Từ về tuổi mùi thứ 6, ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang gặp ngày mộc thổ tương khắc. Cho nên bạn tuổi mùi đang có điểm báo gặp phải đào hoa xấu trong ngày hôm nay. Bạn tuổi mùi, bạn hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình. Có thể những người đó tiếp cận với bạn đang có ý đỏ không thuần khiết và trong ngày này đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì bạn cũng cần phải biết dự cho mình trong mối quan hệ với những người khác giới nếu không muốn chuyện này gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình đừng vì niềm vui nhất thời mà phải hối hận về sau này Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi mùi, bạn là người có tính cách thẳng thắn, nhưng cũng chính vì thế mà bạn thường xuyên đẩy người khác vào tình huống khó xử. Và với bạn tuổi mùi, trước khi nói hoặc là làm việc gì, bạn cần phải quan sát hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp kỹ hơn hơn thế nữa với bạn tuổi mùi bạn là người thích sĩ diện, không chịu được sự thật mất lòng về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim giữ khoảng cách với người khác giới từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy dễ bị kẻ xấu lừa đảo từ vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa biết giữ mình không nghe theo ham muốn cá nhân từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ tính cách thẳng thắn, dễ mất lòng người khác, từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc, quan sát hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tuổi hợi Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thân, chùa chúng ta thấy là với bạn tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, dần thân tị hợi cho nên, bạn tuổi thân đang có điểm báo sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày hôm nay mà không nhận được nhiều sự trợ giúp, chia sẻ của mọi người. Nhưng nếu như bạn tuổi thân suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì đây là cơ hội tốt để cho bạn rèn rộ bản thân mình. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, cái chuyện tình cảm của bạn, bạn đang dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay là bạn bè đàm đúm và bạn cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn và nhanh chóng có kế hoạch hâm nóng cảm xúc trước khi tình cảm đôi bên nguội lạnh. Trong ngày này, với bạn tuổi thân, nếu như bạn đang có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi, tài lộc được về tay. Vậy tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, làm việc vất vả, không được ai giúp đỡ. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, hãy giữ những suy nghĩ tích cực. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, dành quá nhiều thời gian cho bản thân. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi giàu, tuổi tuất. Từ V tuổi giàu thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi giàu, Chua chúng ta thấy là với bạn tuổi giàu đang gặp ngày có thương quan giáng họa cho nên bạn tuổi giàu dễ vướng vào tranh chấp với lãnh đạo, đồng nghiệp. Bạn tuổi giàu, bạn không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao, nếu không, chính bạn mới là người phải nếm trại quả đắng và bạn tuổi dậu, bạn còn dễ mắc phải bảy tiểu nhân khiến cho sự nghiệp của mình gặp nhiều trở ngại nữa. Và với bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, cho dù có gặp phải khó khăn như thế nào đi chăng nữa, bạn mạnh cũng không nên suy nghĩ nông nổi, muốn từ bỏ hoặc là thôi việc, bởi những hành động đó chỉ là trốn chạy chứ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Bạn hãy dụng cảm để đối mặt với mọi thử thách. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn túi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dậu là bạn không nên giấu tất cả những suy nghĩ vào trong lòng, bởi làm như vậy chỉ khẳng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Bạn hãy tâm sự với nửa kia hoặc là những người bạn thực sự tin tưởng mình nhiều hơn và tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy vướng vào tranh chấp với cấp trên tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa không nên nóng nảy đẩy mâu thuận lên cao tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ hãy dụng cảm đối diện với thử thách tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc tâm sự với người thân thiết nhiều hơn tử vi tuổi quý dậu thuộc kim không nên giấu mọi chuyện trong lòng và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi than, tuổi tuất. Từ về tuổi tuất thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này cho thấy bạn tuổi Tuất đang có điểm báo những bạn làm lãnh đạo phải giải quyết nhiều rắc rối do cấp dưới gây ra. Và bạn tuổi Tuất bạn hãy có chế độ thưởng phạt phân minh để cho mọi người có ý chí phấn đấu hơn, đồng thời giữ được người tài giỏi ở bên cạnh mình. Trong ngày này, đối với những bạn làm nhân viên, công chức thì cần phải cẩn trọng trong khi giao tiếp với đồng nghiệp. Đừng để cho những lời nói vô ý của mình trở thành cái cớ để cho người khác hãm hại mình. Và trước khi phát biểu ý kiến, bạn hãy cân nhắc cho thật kỹ càng nữa vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất bạn cũng đang gặp ngày có mọc khắc với thổ cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang có điểm báo không được tốt đang có điểm báo có một cuộc tranh cãi nại lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh với nửa kia dù có nạo nại đến đâu đi chăng nữa thì bạn tử tuất cũng phải biết suy nghĩ cho người khác đừng có nói ra những lời làm tổn thương lòng tự trọng của người ấy như vậy về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa giải quyết những rắc rối do đồng nghiệp gây ra tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ biết phân biệt trái phải rõ ràng tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình tử vi tuổi canh tuất thuộc kim vợ chồng mau thuận lớn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên kiềm chế tính nóng giận của bản thân về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi giàu. Từ V tuổi Hợi thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Hợi, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp phù trợ, Cho nên bạn tuổi Hợi nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Bạn là người có tính tình hiền lành, chu đáo, cho nên ai cũng muốn được kết giao với bạn. May mắn hơn nữa, bạn tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân vào trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Hợi, một khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn khẳng định giá trị của bản thân mình. Hẳn là cấp trên cũng đánh giá rất cao về sự quyết tâm của bạn. Và với bạn tuổi Hợi, bạn biết nhìn xa trông rộng, sự nghiệp của bạn đang có được báo hiệu tương lai bền vững và huy hoàng trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay rất chi là tốt đẹp mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi hợi với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống và mỗi khi gặp khó khăn bạn tin tưởng rằng người đó luôn ủng hộ mình và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa nhận được sự yêu mến của mọi người tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không gây xích mích với người khác Từ vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc được cấp trên đánh giá cao tử vi tuổi tân hợi thuộc kim mối quan hệ vợ chồng hòa hợp tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy có tham vọng vọng khẳng định bản thân vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.